Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2024, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn L, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella về hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ, 68 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Nguyễn Cao Trí là bị cáo duy nhất trong vụ án không phải là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. SCB, bị cáo Trí bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cao Chí thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Nguyễn Cao Chí khai có quan hệ giao dịch hợp đồng với bà Lan từ năm 2017. Bị cáo Lan chuyển tiền cho bị cáo nhiều đợt sau đó thống nhất là làm tròn 1.000 tỷ đồng vào thời điểm tháng 1 năm 2021, khi có thông tin bị cáo Trương Mỹ Lan bị khởi tố. Bị cáo Chí cho biết đứng trước hoàn cảnh bối rối vì có bốn hợp đồng ký với bị cáo kéo dài khi đó có rủi ro sẽ tăng cấp đôi số tiền thực nhận trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng, tránh rủi ro cho hệ thống. Do đó, bị cáo cao trí đã có quyết định sai lầm, lúc đó xảy ra sự gốc và thực ra, cáo cũng suy nghĩ cho chị Lan với một tư cách là một doanh nhân. Khi xảy ra sự cố như vậy, chỉ muốn tôi công khai quan hệ như nào để có lợi cho chị và thực ra, lúc đó không thể liên lạc được với chị Lan, thành ra nó mới dẫn đến một hành vi mà bị cáo phải rất đắng cay và tiếc đó là một bài học vô giáo với người cáo sau đó khi nhận thấy vấn đề không đơn giản vì vậy trước khi bị cây ếch